Rồi xin chào tất cả anh em ha. Thì hôm qua thì em quay clip đó là em giới thiệu là mình rửa máy cắt cỏ nha anh em. Còn hôm nay thì em sẽ review em rửa trên chiếc xe Honda ha. Chiếc xe máy của mình. Rồi chiếc xe máy thì là nó sình đất nha anh em, cực kỳ dơ ha. Thì mình sẽ phun trực tiếp lên luôn. Phun trực tiếp lên chiếc xe của mình. Cái này thì nó cũng không có tổn hại da tay nha anh em. Em có xài rồi ha. Nó không có tổn hại da tay. Rồi những cái chỗ mà kẹt hốc đồ phía bên trong này nè anh em thì mình cứ xịt trực tiếp vô luôn. Xịt trực tiếp vô rồi mình lấy cái vòi phun. Cái vòi phun thì mình bây giờ trước khi mình rửa thì mình sẽ phun lên trước tầm khoảng 3 4 phút nha anh em. Tầm khoảng 3 4 phút. Rồi giờ thì em sẽ phun trực tiếp lên chiếc xe. Đây mình phun trực tiếp lên lên bánh xe, dàn xe rồi ha anh em. Rồi giờ trong lốp máy rồi luôn ha. Phun đều lên tầm khoảng trước khoảng 2 3 phút nha anh em. Rồi cái mình xịt xịt nước. Cái này thì có thể là rửa xe được nè, rửa máy, rửa dầu nhớt nha anh em, rửa gà, rửa gạch men, rửa nhà được luôn. Mình có thể là mình rửa trong nhà tắm bồn cầu được cũng vẫn được nha anh em. Đây mình xịt trực tiếp lên 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 xe luôn ha. Rồi 1 lít như vậy là 30 ngàn anh em. Đây 1 lít như vậy là 30 ngàn. Bên em là sẽ có là thùng 5 lít, thùng 10 lít và thùng 20 lít, 30 lít cũng có luôn nha anh em. Xếp 5 lít trở lên. Thì em sẽ xếp từ 5 lít trở lên nha anh em, 5 lít, 10 lít trở lên ha. Rồi bây giờ thì em sẽ thử nghiệm cho anh em xem trên cái xe máy nha anh em. Mình phải cái là mình chỉ xịt vào nó thôi chứ mình không có cần rửa xà bông rồi chị kỳ cọ trong góc trong hết rồi nó trong cái những cái góc nó khó đó nó lâu. Còn này trong góc mà mình xịt vô một cái là nó ra trơn, nó khỏe hơn là mình rửa xà bông. Nước rửa này nè. Thank you.
kỳ sạch luôn, đóng thối luôn. Rửa xong là cái xe bóng thối luôn á. Sạch tới đâu nổi ra tình cái đó. Rửa cái lắm nó khỏe. Quá đẹp nha anh em. Xe rất này là đẹp. Nó chát luôn. Rồi. Chiếc xe của em là chiếc xe nó cũ rồi nha anh em, chứ không phải xe còn đẹp ha. Nhưng mà khi mà mình rửa lên thì nó cũng rất là đẹp nha anh em. Cái này thì tiết kiệm được thời gian cho những cái anh em mà mình làm thợ rửa xe đó. Thì mình chỉ cần là phun lên đều trên mặt xe và xịt vào những cái chỗ mà hóc hẻm đó, thì mình chỉ việc cái là xịt vô rồi để trong vòng 3-4 phút 4-5 phút gì đó là cái là mình xịt nén vào, xịt bằng cái vòi phun vào thì nó sẽ tiết kiệm được cái thời gian của mình. Và như vậy là xong cái mình để phơi khô thì mình giao xe cho khách nha anh em, nhưng mà mình cũng không có cần phải lau lên xà bông, tại vì là cái này thì nó làm cho cái xe của mình nó đẹp luôn. Còn khi mà mình lau lại bằng xà bông á, xà phòng á thì nó sẽ bị ố nha anh em, nó sẽ có đốm. Còn khi mà mình sử dụng cái nước tẩy này á thì nó sẽ tẩy được trên phần là nhôm sắt áo nhựa đồ ha, tẩy ra được sình bùn đất cát rồi luôn nha anh em. Thì cho nên nó là mình có thể là tiết kiệm được cái thời gian. Một lít của cái chai này thì mình có thể phun lên đều trên đó là có thể là ra được 4 cái chiếc xe máy anh em, 4 chiếc xe máy của mình.
một chiếc bốn chiếc xe Honda gì như vậy là một lít mình có thể xài được 4 chiếc, thì mình khỏi cần rửa lại bằng xà bông nha anh em. Cho nên nó có thể là nó sẽ tiết kiệm thời gian cho mình, khi mà mình phun trên chiếc xe này xong, cái mình phun tiếp theo cho những cái khách hàng khác á, thì mình quay lại mình rửa nước, xả nước lại bên phía xe này, rồi mình xả đều qua, thì như vậy thì nó sẽ tiết kiệm thời gian cho mình, và mình có thể là rửa được nhiều xe hơn anh em. Mình sẽ rửa được nhiều xe hơn. Anh em thấy không, em phun lên nước rửa, nước tẩy rửa lên đó, thì em rửa được chiếc xe thì nó rất là nhanh thời gian anh em. Mình có thể tiết kiệm được thời gian và sẽ rửa được nhiều xe hơn. Cái dung dịch này thì mình có thể là rửa được máy anh em, rửa được máy, rửa được xe, tẩy được là gạch men luôn anh em, có thể là tẩy trong nhà tắm, bồn cầu đồ vẫn được nha anh em. Rồi thì em giới thiệu sơ lược qua cái loại dung dịch rửa này, thì bên em bán là 30.000 một lít nha anh em, 30.000 một lít. Thì nó sẽ có thùng là 5 lít, 10 lít, 20 lít và 30 lít nha anh em, tùy theo anh em thợ xài ít xài nhiều ha, xài ít xài nhiều. Thì em sẽ ship cho anh em 5 lít trở lên nha anh em, một thùng từ 5 lít trở lên. Và em đang chuẩn bị máy để mà lên lô cho anh em ha. Mấy hôm nay hàng cũng ít về nha anh em, hàng cũng ít về, cho nên đó là em đang chuẩn bị máy để mà lên lô cho anh em cũng cho ngày hôm nay. Máy cũng cũng gần hết rồi nha anh em thưa ơi, cho nên đó là còn máy gì thì em sẽ lên live và bán máy nấy. Rồi xin chào anh em, chúc anh em một buổi tối tốt lành, một ngày mới tốt lành.